Hàng trăm công nhân trong khu vực sản xuất của công ty may Wong Lung Meco nằm tại thành phố Cần Thơ đã phải bỏ chạy tán loạn khi hỏa hoạn xảy ra tại công ty này. Đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 3, vụ cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 5 phút sáng ngày 23 tháng 3, nhiều người phát hiện khói và lửa bốc lên từ kho vải của công ty Wong Lung Meco tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Do nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã lan nhanh. Hàng trăm công nhân trong khu vực sản xuất đã bỏ chạy tán loạn, nhiều công nhân phải bỏ lại toàn bộ tư trang nơi làm việc. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Cần Thơ huy động hàng trăm chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường dập lửa, đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực để tránh ùn tắc. Rất nhiều công nhân của công ty Wong Lung Meco đứng dọc hai bên đường với vẻ mặt hốt hoảng theo dõi việc chữa cháy. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 9 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận đám cháy rất khó khăn. Lửa cháy càng lúc càng lớn, khói bốc lên ngùn ngụt. Xe cứu hỏa liên tục di chuyển. Được biết, công ty Wong Lung Meco là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công mền, gối, lông vũ. Xưởng sản xuất của doanh nghiệp có diện tích khoảng hơn 17.000m2 với hơn 1.300 công nhân. Khoảng gần 12 giờ trưa 23 tháng 3, khói lửa đã bao trùm cả công ty khiến một số chiến sĩ cứu hỏa bị thương và ngạt khói, phải cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ cháy.